Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình nhận được một bưu phẩm về nồi cơm điện các bạn này. Địa chỉ này bác ấy ở tận Bắc Cạn các bạn nhé. Đây, bác ở tận Bắc Cạn luôn. Thì là mình cũng không biết là nồi này là hãng gì. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra để xem là nồi hãng gì và nó bị làm sao các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái thùng này ra để lấy cái nồi ra các bạn nhé. Và cái quấy rất là kỹ các bạn nhé. Nồi này nồi Joshi các bạn ơi. Con này nồi hãng Joshi các bạn ơi. Nồi áp suất. Tức là lúc vận chuyển nó bị máy đây rồi. Rồi, ok rồi. Con này áp suất các bạn ơi. Trên này nó không ghi AI, cái này nó không có pha áp suất các bạn nhé. Cái này thì chỉ khóa nắp thôi. Để cho cho cái này lại vào đây. Ok. Bây giờ mình sẽ thử xem là nồi của bác bị làm sao các bạn nhé. Con này các bác ấy không vào điện rồi các bạn ạ. Có vào điện đây. Con này vẫn vào điện này. Ui. Con này bị lỗi E83 các bạn ơi. E07. Các bạn nhìn nhé. Con này màn hình của nó hơi bị ấy lại này. Đây là thời gian. Đây là 11 giờ. Mình bật lại nhé. Rồi. Mình sẽ kiểm tra lại xem là nó bị lỗi gì. Màn hình nó hơi bị nhòe các bạn này. Lỗi E07 các bạn nhé. Con này cáp cũng có vấn đề rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra các bạn nhé. Thì để tháo được cái này ra thì các bạn tháo cho mình cái mặt sau ra nhé. Mình sẽ lấy luôn cái tấm bìa của bác ấy. Ây da. Rồi các bạn ơi, để tháo được con này thì các bạn tháo hết cho mình ra. Cái này ốc cũng tháo hết ra rồi này các bạn ơi. Còn có ba quan thôi. Thì các bạn tháo ba quan ốc còn lại ra nhé. Sau khi tháo ốc xong thì các bạn cạy cái lắp vào lên. Nồi cũng bị nồi là cũng
Rồi là cũng sửa rồi các bạn. Để tháo được cái mạch này nó dễ dàng nhé, thì các bạn tháo lốt cái vỏ ngoài này ra. Để tháo được cái vỏ ngoài thì các bạn tháo cái quai này và tháo cái mặt chắn này ra. Bạn đưa quay ngang như thế này và các bạn đôi ra thôi. Rồi, đã xong. Tiếp đó là các bạn ốc ở đây họ anh tháo rồi thì không cần nữa nhé. Tạm nhắc ra thôi. Cái này họ anh tháo hết cho mình rồi. Rồi, ok. Coi như là mình đã tháo xong cái vỉ nha. Rồi các bạn nhìn thấy dây kép của cái cuộn này, nên là còn chắc chắn không. Thì à, cái này cũng dễ ốc. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái vỉ ra này để xem là đây, mình sẽ kiểm tra quạt trước các bạn nhé. Chắc quạt nó nằm trên cái vỉ này các bạn nhé. Ui rồi, cái này gọi hàn gì này. Đằng sau này gọi hàn dã man luôn các bạn ơi. Đóng cục vào đây. Đây là con đi giác quạt. Bây giờ mình sẽ đo giác quạt trước. Giác quạt này thì nó sử dụng một con diode ghim. Các bạn đo con diode ghim này xem có bị chập không nhé. Diode ghim không bị chập. Trên này cũng có một con diode nữa này. Các bạn đo cho mình, nếu nó không chập là được. Rồi, không có chập nhé. Đây nó cũng có một dùng một con chan, con đèn ba chân. Các bạn cũng đo cho mình luôn. Con đèn này đo được các bạn nhé. Các bạn cứ đo nó lên được một chiều lên là được. Con đèn này hình như đang bị chập các bạn này. Bây giờ mình sẽ đo lại nhé. Không phải chập các bạn ạ. Nó vậy. Như vậy là không bị chập. Bây giờ mình sẽ tháo quạt ra các bạn nhé. Mình sẽ kiểm tra lần lượt.
Rồi. Quạt này thì các bạn xem là quạt này là 20V nhé. Các bạn cho cấp nguồn chân đỏ và chân đen này. Nếu mà nó quay được thì là quạt vẫn sống nhé. Bây giờ mình sẽ lên đi thử nhé. Mình cầm cả cái mạch này lên này. Mình sẽ lên trên kia mình thử. Rồi, mình sẽ sử dụng nguồn 12V này các bạn nhé. Mình sẽ cấp trực tiếp vào trên con quạt này. Để cho đấu dương với dương. Mình sẽ đấu cái này. Rồi mình sẽ cấp điện cho nó nha các bạn nhé. Nếu mà nó quay thì quạt không vấn đề gì. Mình sẽ phải kiểm tra trên vỉ nhé. Ok, rồi mình sẽ cắm thử điện nha. Như vậy là quạt đang quay. Đó. Như vậy là quạt không vấn đề gì các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái vỉ này. Thì trên này có con đèn này. Bây giờ mình sẽ tìm một cái vỉ khác để mình lấy con linh kiện này sang nhé. Lại cũng kiểm tra lại hai con đèn ở đây xem là hóa đã hàn đúng chưa. Mình thấy câu rất nhiều dây. Đây, mình cũng có một cái vỉ y chang như vậy nhé. Bây giờ mình sẽ lấy cái con này sang. Trước khi lấy mình cũng đo xem mà có giống nhau không đã. Như vậy là con đèn này có vấn đề nhé các bạn nhé. Con đèn này đo nó khác nhau. Mình sẽ lấy con đèn ở bên đây thay cho con đèn ở của vị khách nhé.
Bọn này linh kiện rất là bé các bạn, hàn rất rất chi là khó hàn. Đây các bạn nhé, con này nó có tên là y quy các bạn nhé, y dài quy. Các bạn lấy con tương đương vào. Bây giờ mình sẽ lấy con bên này sang. Đây rất chi là bé nhé, giờ mình sẽ thay vào đây. Mình sẽ phải dùng cái này để giữ cho nó thăng bằng. Rồi, như vậy là mình đã thay xong. Mình sẽ xoay qua cái chỗ vết hàn này đã. Rồi ok nhé, bây giờ mình sẽ tiến hành đi lắp vào nhỉ.
Rồi, bây giờ mình sẽ úp lại và thử luôn nhé. Bên này gãy hai con ốc rồi. Rồi mình sẽ bắt tạm vào đây đã. Mình sẽ cắm thử điện này. Ok, hơi quá. Đây, mình sẽ bật nhé. Đấy. Các bạn để ý quạt quay rồi. Quạt quay không sẽ không lỗi nha nhé. Đấy, những quạt quay rất tiếp. Như vậy là nó hỏng con đèn các bạn nhé. Con đấy là tên con đèn, nó tên là IQ. Các bạn đây lấy ở cái vị khác sang nhé. Thì là mình đa số là lấy linh kiện ở tháo máy thôi. Thì lỗi 7 là liên quan đến quạt, thì các bạn sẽ test như mình. Một là quạt nó hỏng hồi tiếp, quạt nó 3 giây các bạn nhé, nó hỏng hồi tiếp thì là nó cũng báo lỗi. Thì cái đấy các bạn có thể là nhìn, nếu mà quạt nó quay thì là nó sẽ là các bạn biết là nó hỏng về hồi tiếp, còn nếu mà nó không quay tí nào thì là nó sẽ liên quan đến phần bo mạch. Thế rồi bây giờ mình phải tắt máy đi nhé, thì là nó không cho mình mở lắp vung nữa rồi. Video này mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào tất cả các bạn.